Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là motor Husum, thương hiệu điện cơ lớn nhất Hàn Quốc. Công suất 3kW, 4HP 4 ngựa, loại chân đế. Vòng bi bạc đạn ở hai đầu trục ra thường là loại của Đức hoặc Nhật. Tốc độ động cơ là 4 cực điện. Tem sản phẩm ký hiệu như sau. Tốc độ động cơ là 1450 vòng trên phút. Dây đồng chất lượng quốc tế, cấp chịu nhiệt là cấp F. Sử dụng điện áp 3 pha 380V. Dòng điện ampe định mức là 7.2A. Hệ số bảo vệ bụi và nước là IP55. Chế độ làm việc liên tục S1. Mã khung vỏ động cơ là 100L. Hệ số làm việc SF bằng 1.15, thường lớn hơn 1. Thể hiện được chế tạo dư tải, tăng thêm đồng, thép. Trọng lượng motor là 34kg. Đường kính trục của motor là 28mm. Rãnh ca vét là 8mm. Tổng chiều cao là 300mm. Cấu tạo bên trong hộp cực điện như sau. Hộp cực, động cơ Husum thường dày và chắc chắn, ngang với motor phòng nổ. Có thể đấu điện vào để chạy như sau. Động cơ vận hành êm ái và đạt ampe không tải là 0.8A. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều loại công suất khác, từ 1 ngựa đến 30 ngựa. Sau đây là hình ảnh kho xưởng và văn phòng công ty. Đây là chứng chỉ đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đi châu Âu.